Trong thời đại của công nghệ thì chúng ta đều luôn tìm kiếm những ứng dụng và phần mềm tốt nhất để gia tăng được năng suất cho công việc và học tập. Và đặc biệt trong thời gian vừa qua, khi work from home, làm việc và học tập tại gia lên ngôi thì thời gian bê máy móc cũng như là cái nhu cầu tìm kiếm một ứng dụng tốt nhất để phục vụ cho cuộc sống thì đã gia tăng đáng kể. Mình là Nam Anh và trong video này thì mình sẽ muốn chia sẻ toàn bộ những ứng dụng mà mình vẫn luôn thường sử dụng hàng ngày trên máy tính của mình và mình sẽ không thể nào mà sống thiếu chúng nó được. Nhóm ứng dụng đầu tiên mà mình muốn nói đến đó sẽ chính là nhóm ứng dụng năng suất, Productivity. Và hai ứng dụng mà mình thường bắt đầu với mỗi ngày của mình đó sẽ chính là Google Calendar và Habitica. Trong những ngày bận rộn thì Google Calendar đã trở thành một kim chỉ nam, nhanh chóng xác định những công việc mình cần làm trong ngày và còn giúp mình dễ dàng cân bằng những cái lịch họp với khách hàng, đồng nghiệp, những cái deadline của dự án hay là cả những cái lịch dạy học của mình nữa. Và ba cái tính năng mà mình thích nhất của Google Calendar thì đầu tiên đó là ngoài khả năng sắp xếp những cái lịch trình trong ngày thì Google Calendar còn được tích hợp tính năng tạo to-do list. Mình biết nghe có vẻ rất là nhỏ nhặt nhưng sau khi hoàn thành xong mỗi cái công việc có khả năng là check hay là gạch những cái công việc đó đi thì phần nào nó tạo ra được những cái động lực nhỏ để giúp mình hoàn thành nốt những cái công việc khác trong ngày. Cái tính năng thứ hai mà mình thấy vô cùng hữu dụng với calendar đó là chỉ cần hai bước thôi, là đặt thời gian, sau đó thì thêm vào những cái người sẽ tham gia cuộc họp thì mình có thể nhanh chóng set up bất cứ một cái cuộc họp nào với khách hàng, đồng nghiệp hay là cả bạn bè của mình. Mà cuối cùng thì sẽ là cái khả năng tùy vào màu sắc của calendar giúp mình xác định nhanh chóng những cái loại công việc mà mình cần làm trong ngày. Và mình thường để xanh lá sẽ là những cái việc trên công ty của mình, màu tím sẽ là lịch dạy học, màu đỏ thì sẽ là những công việc liên quan đến YouTube, còn màu vàng thì sẽ là những cái lịch họp hay thời gian dành cho những cái dự án cá nhân của mình. Nếu như Google Calendar là ứng dụng giúp mình theo dõi những công việc mình cần làm trong ngày thì Habitica lại là ứng dụng nhắc nhở mình không quên những thói quen tốt mình cần làm mỗi ngày. Nếu như các bạn đã còn nhớ trong những video trước đây của mình thì mỗi ngày mình luôn cố gắng dành ra khoảng tầm từ 1 đến 2 tiếng để tạo lập và thực hiện những thói quen tốt như là đọc sách, học ngoại ngữ hoặc là luyện tập thể thao. Tuy nhiên thì khi đã có những cái công việc 8 tiếng mỗi ngày hay là những cái lịch học rất là bận rộn trên trường thì thật sự rất là khó để có thể xây dựng và giữ được những thói quen tốt này. Và bằng cách game hóa, Habitica biến việc thực hiện những thói quen trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết bằng cách tạo ra những cái vật phẩm, những cái phần thưởng mỗi khi mà người dùng thực hiện được một cái thói quen tốt nào. Và mình biết rằng một lần nữa thì những cái phần thưởng ảo này nghe có vẻ rất là nhỏ nhặt nhưng đôi khi là trong những cái ngày bận rộn thì một cái cú hích mặc dù chỉ nhỏ như vậy thôi thì cũng tạo ra được những cái động lực và những cái khích lệ về tinh thần mà mình cần để mình có thể quyết tâm thực hiện được những cái thói quen tốt mà mỗi ngày mình đề ra. Ứng dụng tiếp theo mà mình muốn nói đến đó sẽ chính là Moom, một ứng dụng quản lý cửa sổ cho Mac. Mỗi ngày thì mình thường làm việc đa nhiệm với rất là nhiều cửa sổ khác nhau và một cái công việc mình nhận thấy là nó rất là tốn thời gian đó chính là cái việc căn chỉnh cửa sổ để mà vừa với cái màn hình máy tính. Và nếu như mỗi lần mà mình căn chỉnh cửa sổ như vậy mình mất khoảng tầm 5 giây, mỗi ngày mình căn chỉnh 20 đến 50 lần thì tính ra mỗi năm mình sẽ mất khoảng tầm gần 100 giờ đồng hồ chết không để làm gì cả. Và ứng dụng Moom là một cái giải pháp tuyệt vời giúp mình lấy lại được cái thời gian chết này bằng cách tự động giúp mình căn chỉnh cửa sổ với chỉ là một cái vẩy chuột hay là một cái phím tắt. Ứng dụng cuối cùng mà mình muốn nói đến trong mục năng suất Productivity này đó sẽ chính là 1Password, là một ứng dụng giúp mình nhanh chóng nhập mật khẩu, tạo ra một mật khẩu mạnh bất kỳ và ngăn nắp giúp mình phân chia quản lý từ mật khẩu, tài khoản ngân hàng hay cả là những cái giấy tờ cá nhân quan trọng khác. Và mình biết rằng đến đây thì chắc cũng nhiều bạn nghĩ rằng là thế thì cái ứng dụng 1Password này thì nó khác gì với những cái trình quản lý mật khẩu của Google hay là của Apple. Nhưng độ bảo mật của 1Password thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều với 3 lớp, 3 tầng bảo mật vô cùng chặt chẽ. Không những là toàn bộ thông tin của bạn sẽ được mã hóa trên server để bảo đăng nhập vào tài khoản 1Password trên bất cứ một cái thiết bị mới nào thì đầu tiên bạn sẽ cần một cái master password là mật khẩu cho tài khoản 1Password của bạn và ngoài ra thì bạn sẽ còn cần thêm cả device security key. Mình biết là đến đây thì nghe có vẻ là hơi rối một chút nhưng mà các bạn có nhớ những cái bộ phim Mỹ không? Khi chính phủ cần phát nổ một cái quả bom nguyên tử thì họ sẽ cần đến tận 2 chìa khóa từ 2 người mở cùng một lúc. Thì cái cơ chế hoạt động này thì cũng nôm na hơi giống với là 1Password và cái độ bảo mật của nó sẽ vô cùng an toàn. Và thật sự đối với mình, khi cuộc sống của con người đang ngày càng gắn liền với thế giới mạng từ những cái tài khoản mạng xã hội, thông tin ngân hàng hay là những thông tin nhạy cảm trên các ứng dụng khác thì cái tính bảo mật đang ngày càng trở nên quan trọng hơn với mình. Và với những cái công ty như là Facebook hay là Google thì đã quá nổi danh với việc thèm khát và tham lam với thông tin của người dùng thì 1Password với độ bảo mật cao thì là nơi mình cảm thấy thoải mái phó thác được những cái thông tin mật khẩu, những cái tài khoản cá nhân của mình. Ứng dụng đầu tiên mà mình muốn nói đến trong mục ghi chép này đó là Notion. Và nếu như mình có 3 từ để miêu tả Notion thì đó sẽ chính là đẹp,
trực quan và vô cùng thân thiện với người dùng. Thì thứ nhất, với các phông chữ bắt mắt, màu sắc tương thích và cả những cái tùy chọn bảng dữ liệu vô cùng phong phú từ những bảng dữ liệu thông thường giống như là Excel, Calendar hay cả những bảng dữ liệu quản lý content, quản lý nội dung nữa. Thì toàn bộ những cái tính năng này luôn tạo cho mình rất là nhiều sự hứng khởi và cảm hứng khi mà bắt tay vào làm việc và học tập. Và ngoài ra, nói thật thì mình cũng có thể gọi là một clean freak, mình hơi bị cuồng sạch sẽ một chút. Thì cái khả năng tùy biến tệp và sắp xếp dữ liệu ngay trong một cái trang tính thì cũng giúp mình sắp xếp rất là gọn gàng và sạch sẽ những cái ghi chép, những cái tóm tắt sách báo hay là cả những cái từ vựng cho việc học ngoại ngữ của mình. Nếu như Notion là ứng dụng giúp mình đọc sách, báo, học ngoại ngữ hay là viết nội dung cho YouTube thì Evernote lại là ứng dụng mình cống hiến hoàn toàn cho công việc của mình. Với khả năng đồng bộ dữ liệu nhanh chóng giữa iPhone, iPad và cả máy tính của mình, cũng như là tính năng hỗ trợ bút của Apple, thì tại bất cứ đâu, dù là đang di chuyển trong công ty, tại nhà hay là ở ngoài đường, thì mình có thể thoải mái họp cùng đồng nghiệp, khách hàng và ghi chép với bất cứ thiết bị nào mà mình đang có trên tay. Bộ ứng dụng tiếp theo mà mình muốn nói đến đó chính là những cái trình duyệt web. Thì một trong những chiến thuật mình học được từ cuốn sách Atomic Habits, mình tạo đặt tên là giàn trận, đó là luôn bóc tách, phân chia từng khu vực với mỗi một cái công việc nhất định. Thì ví dụ như là sofa của mình thì mình sẽ luôn dành cho việc đọc sách, phòng khách thì sẽ dành cho việc học tập và làm việc, còn riêng phòng ngủ sẽ chỉ dành cho việc thư giãn, xem phim và chơi game. Và việc bóc tách rõ ràng từng khu vực với từng công việc cụ thể như vậy thì sẽ mang lại cho chúng ta hai lợi ích. Thứ nhất, nó sẽ tạo ra những phản ứng có điều kiện. Trong tiếng Anh thì người ta có một cái từ đó là conditioned response. Như là khi chúng ta ngồi vào bàn thì sẽ tự động nghĩ tới việc học tập và làm việc. Còn vào phòng ngủ thì cơ thể và não bộ của chúng ta sẽ nhanh chóng thả mình vào trạng thái nghỉ ngơi và thư giãn. Lợi ích thứ hai mà giàn trận mang lại đó là giúp chúng ta loại bỏ được những tác nhân gây mất tập trung. Đã khi lên giường thì xung quanh chúng ta sẽ không có những cái laptop làm việc, mà nếu như nó có ở đấy thì lại khiến cho chúng ta ngơ ngáy rồi lại mở máy tính lên để check email với đồng nghiệp. Hay là khi chúng ta ngồi vào bàn làm việc thì sẽ không có đầy sách báo, truyện tranh hay là đồ ăn để gây mất tập trung. Và khi mà thời gian chúng ta sống và làm việc trên không gian mạng đang ngày càng gia tăng lên thì đối với mình cái việc áp dụng phương pháp giàn trận này thì lại trở nên phù hợp hơn cả. Và mình thường dùng Firefox để giải trí, Brave thì hoàn toàn cho công việc, và Safari thì mình sẽ dành cho những cái công việc dạy học cũng như là làm YouTube. Và mỗi khi mà mình bật từng trình duyệt thì nó sẽ lại có những cái trang nhớ, bookmarks, lịch sử, rồi cả những cái quảng cáo phục vụ riêng cho từng loại công việc của mình. Và việc này thì sẽ giúp cho mình tập trung hơn cũng như là tránh bị phân tâm khi mà bước vào một cái loại công việc nào đó. Bộ ứng dụng tiếp theo mà mình muốn nói đến đó sẽ chính là những ứng dụng mình dùng để giao tiếp và trò chuyện. Thì Zoom sẽ là ứng dụng chính dành cho việc dạy học của mình. Google Meet và Slack sẽ là nơi mình trao đổi cùng đồng nghiệp và khách hàng. Còn Discord sẽ là ứng dụng mình dùng để mà thư giãn và giải trí với bạn bè khi mà chơi game. Và ứng dụng cuối cùng mình muốn nói đến trong ngày hôm nay đó sẽ chính là ứng dụng tạo nội dung, Content Creation, và cũng là một ứng dụng có thể nói là con cưng của mình. Mình đã gắn bó với Final Cut Pro được khoảng tầm 2 năm rồi, và từ những cái video thời trang với những hiệu ứng vô cùng phức tạp đến cả những cái video YouTube đơn giản như này thì Final Cut Pro đã luôn là trợ thủ đắc lực giúp mình chỉnh sửa và làm hậu kỳ video. Và ngày trước thì mình còn dùng Photoshop với Lightroom, nhưng bây giờ thì mình dùng luôn cả Final Cut Pro để mà chỉnh sửa ảnh. Thế cho nên bạn nào mà dùng Mac thì thật sự mình rất là khuyên dùng Final Cut Pro, bởi vì nó tương thích với Mac cho nên hiệu năng của nó thì cực kỳ nhanh và mạnh mẽ. Và đó thì cũng là toàn bộ ứng dụng mình thường dùng mỗi ngày trên máy tính của mình. Và nếu như các bạn cũng có những ứng dụng khác hay và thú vị thì các bạn đừng ngần ngại hãy chia sẻ dưới phần bình luận cho mình và cả những cái bạn khác nhé. Cuối cùng thì nếu như các bạn thích video và phần nào thấy video hữu ích thì các bạn hãy like, share và subscribe cho mình để mình có thể ra được thêm nhiều video nữa. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình và hẹn gặp các bạn trong những video sau.